nái mất sữa, kém sữa thì các bác dùng sữa non Milo của công ty Supervet. Đây tôi đang đứng cạnh con nái và đẻ 11 con này cũng mất sữa và kém sữa, và trộn cho mẹ ăn rồi trộn cho con ăn, và con ở đây 11 con đây. Đấy, tách ra mới được có 5 hôm mà lợn đã già đẹp này.